Như vậy là chính thức trải qua được 2 tuần kể từ khi tập 77 phần 1 được ra mắt. Và phải nói có lẽ đây là khoảng thời gian lâu nhất mà người xem phải đợi một tập phim tới như vậy. Dafu đã bắt đầu chiến dịch marketing rầm rộ cho tập mới của mình trong những ngày vừa qua. Vậy nên mình đã cảm nhận được rõ ràng rằng tập 77 phần 2 sẽ được xuất bản sớm mà thôi. Và theo như tiết lộ mới nhất từ các YouTuber trên toàn thế giới đang làm nội dung phân tích Skibidi Toilet, những người có mối quan hệ khá là thân thiết với Dafu, thì họ đã tiết lộ rằng ngày chiếu của tập phim này có thể sẽ là vào cuối tuần, tức có nghĩa là vào ngày hôm nay, Chủ nhật, và nếu như có sự cố gì đó thì chắc chắn sẽ là vào ngày thứ hai của tuần sau. Hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra ổn thỏa và chúng ta sẽ được chứng kiến tập phim vào ngày Chủ nhật, bởi vì chẳng có gì sướng hơn bằng việc được xem phim mình yêu thích vào ngày nghỉ, đúng không? Dù sao thì nếu như các bạn không biết, để marketing cho tập phim sắp tới của mình thì Dafu đã tạo ra một drama khá là lớn, đó chính là đi khắp các vũ trụ Skibidi Toilet và rồi đưa ra lời nhận xét cho từng vũ trụ một. Có những vũ trụ bị anh ấy chê thầm tệ, cũng có những vũ trụ được anh ấy dành hết lời khen ngợi, và một trong số những vũ trụ được Dafu khen ngợi đó ngày hôm nay đã làm một cuộc phỏng vấn với anh chàng ISO Toilet. Và trong cuộc hội thoại này, họ đã tiết lộ khá nhiều leak về tập 77 phần 2 của Skibidi Toilet đấy nhé. Vậy thì đó có thể là gì? Dafu đã nhận xét như thế nào về vũ trụ của No Skill Clutch? Và liệu đây có phải là gợi ý cho việc hợp tác giữa hai người trong tương lai hay không? Chào mừng các bạn đến với Benji Điện Tử. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đến với toàn bộ cuộc phỏng vấn của No Skill Clutch và xem thử leak của tập 77 phần 2 Skibidi Toilet là gì nhé. Vì đây là lần đầu tiên mà ISO Toilet có cuộc phỏng vấn với No Skill Clutch, vậy nên để mở đầu và tạo không khí cho buổi phỏng vấn thì ISO đã hỏi những câu hỏi khá cơ bản về anh chàng cũng như là về series của anh ấy. Và nếu như là một fan của No Skill Clutch thì bạn cũng sẽ biết là anh bạn này thường cho ra mắt những tập mới của mình khá là chậm. Vậy nên ISO Toilet cũng đã hỏi luôn rằng: "Này ông bạn, sao phải mất tới hàng thế kỷ thì ông mới đăng những tập phim của mình lên thế?" No Skill Clutch đáp trả lại rằng: "Chà, thực sự mà nói thì tôi chỉ muốn tận hưởng việc làm animation mà thôi. Trước khi bắt đầu bị stress với ngày đăng tải tập mới, đồng thời phải làm cho nó chất lượng tốt nhất có thể ở thời điểm hiện tại, thì tôi nghĩ là tôi cần phải kiếm thêm kinh nghiệm và làm cho nó nhẹ nhàng hơn một chút. Có thể đây sẽ là quyết định sáng suốt nhất để đi đường dài, bởi vì sau khi có thêm nhiều kinh nghiệm rồi, thì lúc đó tôi sẽ có thể làm nhanh gấp 2, 3 lần. Quả là một anh bạn cực kỳ khiêm tốn." Và sau câu trả lời này thì ta có thể thấy rằng No Skill Clutch biết được mình là ai, kỹ năng của mình tới đâu, và anh ấy không có ý muốn cạnh tranh với người khác. Mặc dù là những tập phim của No Skill Clutch có chất lượng vô cùng tốt, không khác gì những vũ trụ hiện tại ấy, thế nhưng anh ấy vẫn còn khá khiêm tốn và vạch ra cho mình một kế hoạch để đi đường dài, hy vọng là mọi thứ sẽ diễn ra đúng với những gì mà No Skill Clutch dự tính. ISO Toilet hỏi rằng khi nào tập mới của anh chàng này ra mắt, thì No Skill Clutch đã đáp lại rằng có lẽ là vào cuối tuần này hoặc là ngày đầu tiên của tuần sau, nhưng nếu nó trùng với ngày đăng của Dafu thì tôi sẽ dời nó lại vào ngày hôm sau. Đây là một sự tôn trọng mà No Skill Clutch dành cho Dafu, và hơn nữa thì chọn ngày đăng vào cái ngày mà cha đẻ của Skibidi Toilet đăng lên tập phim của mình thì chắc chắn là chẳng khác nào tự bắn vào chân cả, bởi vì khi ấy sự tập trung của tất cả mọi người tất nhiên là sẽ dành cho Dafu rồi, đúng không? ISO Toilet bắt đầu khiến cho cuộc phỏng vấn này hấp dẫn hơn bằng việc hỏi rằng: "Nói về Dafu thì cha đẻ của Skibidi Toilet đã nói rằng vũ trụ Skibidi Toilet do chính tay anh làm ra là một trong số những vũ trụ Skibidi Toilet hay nhất. Ông có thể nói gì về điều này hay không, và đâu là tập phim mà ông nghĩ là hay nhất?" No Skill Clutch đáp lại rằng: "Tôi khá là hãnh diện về điều đó đấy chứ. Anh ấy cũng đã cho tôi vài tips về mô hình Titan Cameraman 2099 trong lần đầu tiên mà bọn tôi nói chuyện. Vậy nên tôi mừng vì anh ấy thích series phim của tôi. Và tôi nói về những vũ trụ Skibidi Toilet thì tôi nghĩ tất cả đều hay mà thôi. Vũ trụ của Verlens, Maxedy, Doom Studio. Nhưng đối với cá nhân tôi thì vũ trụ Skibidi ưa thích hiện tại chính là Skibidi Invasion từ Spider-Run. Thực sự mà nói thì độ khiêm tốn của anh chàng này là vô cùng cao. Được chính Dafu khen ngợi thì phải gọi là ở mức nào rồi. Nhưng anh ấy lại không tự quá đề cao nó, mà ngược lại thì anh chàng này còn khen ngợi những vũ trụ Skibidi Toilet khác thay vì nói về vũ trụ của mình, một tố chất rất đáng được tôn trọng. Ngoài ra thì từ câu nói này chúng ta còn được biết rằng hóa ra Dafu cũng đã chơi với No Skill Clutch từ rất lâu về trước, và họ đã có những lời chỉ dẫn cho nhau về các mô hình của các nhân vật trong phim. ISO Toilet hỏi tiếp rằng: "Thật buồn cười và trùng hợp, bởi vì Dafu cũng khá là thích vũ trụ Skibidi Invasion. Vậy đâu là nhân vật yêu thích của ông trong vũ trụ gốc?" No Skill Clutch đã đáp lại rằng đó chắc chắn là Scientist Toilet. Từ sự xuất hiện đầu tiên của ông ta cho đến khi ông ta hy sinh ở tập 70, tôi nghĩ đây là nhân vật cực kỳ hoàn hảo của cốt truyện. ISO Toilet tiếp tục hỏi rằng có những bí mật gì quan trọng mà ông muốn để cho người xem thấy không? Nhưng đáng buồn là lại không một ai để ý tới chưa? Lý do mà ISO Toilet hỏi câu này là vì trước đó Dafu cũng đã nói với một YouTuber người Nga điều tương tự. Và có lẽ là ISO Toilet đã thắc mắc về việc liệu các nhà làm phim có điểm chung giống nhau hay không. No Skill Clutch đáp lại rằng: "Tôi không nhớ là có những điều như thế, nhưng mà tôi chắc chắn một điều rằng có nhiều thứ sẽ được tiết lộ trong tương lai và một vài câu hỏi sẽ được giải đáp, điển hình như trong tập 27. Ví dụ tại sao Titan 2099 và cả hai G-Man lẫn G-Toilet có thể dịch chuyển tức thời.
Dù sao thì anh ấy cũng đã nói rồi đấy, mình cũng chả có gì để phân tích về câu này cả. Cứ tiếp tục chờ đợi và mọi người sẽ được giải đáp mà thôi. Đại ý của No Skill Club là như vậy. ISO Toilet tiếp tục màn phỏng vấn bằng một câu hỏi khá là thú vị. Và mình cũng rất thích câu hỏi này. Anh ấy đã hỏi rằng, nhân tiện thì tôi nghĩ đã rất nhiều người đăng ký, đang khá là hóng về tình hình hiện tại của trận chiến giữa Doom Studio và The Fool. Cá nhân ông thì ông nghĩ sao về điều này? No Skill Club đã trả lời rằng, cá nhân tôi thì tôi cảm giác như The Fool đang bộc lộ suy nghĩ của anh ấy theo một trò đùa đến Doom Studio, kể cả khi họ có đang vui đùa với nhau hay là không, thì tôi không nghĩ là có bất cứ một màn ẩu đả nào giữa họ. Tôi khá chắc chắn rằng Doom Studio sẽ học hỏi được những lời khuyên mà The Fool đã gửi tới họ. Mình đồng ý với ý kiến của No Skill Club. Thực tế thì The Fool là một người rất hài hước, và từ trước tới giờ anh ấy không muốn va chạm với ai cả. Chỉ có duy nhất một studio là anh chàng này chuyên gia khịa, và studio đó chính xác là Doom Studio. The Fool luôn chiêu chọc họ và thả những câu đùa cợt, thậm chí anh ấy còn sỉ nhục Doom Studio trong tập phim của mình nữa. Tuy nhiên ở chiều hướng ngược lại thì Doom Studio chẳng nói gì và họ hiểu rằng The Fool đang troll mình. Còn đối với fan của hai vũ trụ thì rõ ràng đây chẳng phải là điều gì vui vẻ cả, đúng không nào? Nhưng như mình vừa nói thì các bạn đừng lo, họ chỉ đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Trên phương diện là những người làm phim thì sẽ có đôi lúc họ sẽ cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên điều quan trọng là họ cũng là những người đồng nghiệp của nhau, vậy nên chả có gì gay gắt hết. Trước kia, chính Doom Studio còn chia sẻ rằng The Fool cũng đã cho họ khá là nhiều lời khuyên về việc làm những mô hình nhân vật như thế nào. Nên nếu như nói rằng họ đang có những mâu thuẫn thực sự với nhau thì là không phải. Theo cá nhân mình nghĩ thì họ đang dàn dựng điều này lên chỉ để quảng cáo cho chính sản phẩm sắp tới của họ trong tương lai mà thôi. Đối với The Fool thì đó là những tập phim mới ra mắt, còn với Doom Studio thì cũng chuẩn bị sắp kết thúc series phim trên YouTube của họ và cho ra mắt nguyên một series dài đằng đẵng khác. ISO Toilet tiếp tục hỏi rằng, khi tôi phân tích những tập phim của ông thì tôi cứ nghĩ rằng ông biết điều gì đó về vũ trụ gốc của The Fool mà những tác giả khác không biết. Liệu The Fool có chia sẻ với ông về điều gì đó độc quyền từ vũ trụ của anh ấy hay không? No Skill Club trả lời rằng, không có gì cả, tôi không nhận được bất kỳ thông tin độc quyền nào hay cái leak nào từ The Fool, trừ khi The Fool nói điều ngược lại mà thôi. Những sự kiện diễn ra trong vũ trụ là hoàn toàn không liên kết gì với Skibidi Toilet gốc cả. Điều duy nhất giống nhau là tất cả ngoại hình của các nhân vật mà thôi. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta có thể thấy được sự thay đổi từ các nhân vật gốc ở đa vũ trụ trong tương lai. Nếu là như vậy thì nó sẽ mở được nhiều khả năng hơn. ISO cũng đồng tình với câu trả lời này và anh ấy đáp rằng nếu là vậy thì sẽ rất tuyệt vời đấy chứ. Bởi vì hiện tại các câu chuyện đang được lặp đi lặp lại khá là nhiều ở các vũ trụ, kể cả đó là những chi tiết nhỏ. Thực sự mà nói thì ở thời điểm mà người người làm Skibidi Toilet, nhà nhà làm Skibidi Toilet thì cụm từ cốt truyện hay ho đang là thứ gì đó rất hiếm hoi ngoài những studio đã khẳng định được vị thế của mình hiện tại. Các nhà làm phim chỉ làm theo mục đích công nghiệp kiếm view là chính, chứ họ cũng chẳng quan tâm gì đến cốt truyện có hay không. Và để làm được điều đó thì họ sẽ góp nhặt từng chút một của các vũ trụ hiện có trên YouTube, sau đó đem về vũ trụ của chính họ. Thế là lại thêm một vũ trụ mới ra đời, không có sự thay đổi hay sáng tạo gì để làm cho những bộ phim này xem cực kỳ chán. Đó là những vấn đề hiện tại của các đa vũ trụ Skibidi Toilet. Dù sao thì bây giờ chúng ta hãy đến với những bản leak mà The Fool đã đưa cho chúng ta. Thực ra thì đây không hẳn là một bản leak cho lắm, mà đó chính là những tiết lộ từ The Fool khi anh ấy chat ở trong kênh chat của Discord mà thôi. Có một người đã hỏi The Fool rằng tốn bao nhiêu ngày để anh ấy có thể tạo ra một tập mới. The Fool đã rep lại rằng còn tùy thuộc vào điều đó. Tôi thường không dành cả ngày để làm và tôi thường dành ra 4 ngày chỉ để làm phần 2 mà thôi. Có vẻ như đây là một tiết lộ khá mới, bởi vì mình cứ nghĩ rằng The Fool phải dành cả gần 2 tuần chỉ để sản xuất phim thôi, chứ không ngờ rằng anh ấy chỉ dành ra 4 ngày để làm việc. Có khả năng là ông này đã dùng hơn một tuần để chơi Fortnite lắm đấy. Và đây không phải là lời đồn đoán, bởi vì ở vài câu hỏi sau đó có một người đã hỏi rằng tại sao tập phim diễn ra lâu như thế, thì The Fool đã đáp lại rằng tôi bận chơi game và chiêu liên thôi ông bạn, đi kèm với đó là một cái icon đầu lâu. Thôi thì mình cũng không còn gì để nói, chịu ông thần này luôn rồi. Một người khác tiếp tục hỏi The Fool rằng này, liệu ông sẽ có một tiết lộ lớn khi tập 77 được chuẩn bị hay không? The Fool đáp lại rằng sẽ có một cú plot twist không ngờ diễn ra đấy. Mình không bất ngờ cho lắm vì chúng ta đã nói quá nhiều về tập có chứa con số 7 rồi. Và tập 77 sắp tới thì có tới hẳn hai con số 7 nữa. Nên nếu như không có cú twist nào thì mới đáng bất ngờ, chứ còn có thì là chuyện bình thường. Ngoài ra thì The Fool cũng tiết lộ với Thailand Tuyết rằng anh ấy có quyền tạo ra mô hình của Upgraded Camera Woman để đăng lên leak như là một bản leak cho mọi người về tập 77 phần 2. Và đây là một điều vô cùng điên rồ, bởi vì cứ tưởng rằng Toilet Tower Defense đang dần chết mòn như thế. Nhưng không, với việc The Fool đang có sự liên kết với Thailand Tuyết thì mình nghĩ rằng tựa game này sẽ còn đường sống sót trở lại đấy. Và có thể thấy là ngoại hình của Camera Woman khá là chiến. Sau khi được nâng cấp, cô ấy có một bộ đồ mới, hai cây súng laser ở bên vai và hai cây ở trên đầu.
hai tay cầm hai cây thòng cống gai rất chiến. Ngoài mô hình của Upgraded Camera Woman ra, thì đây là mô hình phương tiện của tộc Camera. Có vẻ như đây là một loại xe mới của phe Liên Minh dùng để chống lại phe Astro. Ngoài ra chúng ta cũng có thêm một mô hình của Sniper Cameraman. Và đây có lẽ là nhân vật mới mà Dafu đã tiết lộ trong vài video leak trước đó. Khả năng cao là anh chàng này cũng là một đặc vụ ưu tú sẽ xuất hiện. Và trông anh ta khá là ngầu. Dù sao thì đó cũng là những thông tin quan trọng mà ta có thể biết được cho tới thời điểm bây giờ. Hy vọng tập phim sẽ ra mắt vào ngày mai hoặc là thứ hai, bởi vì mình thực sự hỏng lắm rồi. Và nếu thấy video này hay và thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.